Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Thịnh Thế Thanh Phong của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 46. Nôn nóng, đây là biểu tình mọi người thấy được ở trên mặt của Ngao Thịnh mấy ngày nay. Kiềm nén cũng là biểu tình mấy ngày nay mọi người được thấy trên mặt của Ngao Thịnh. Mỗi ngày vào triều, Thịnh ta chỉ có duy nhất một ước mong, đó là có thể bận tối tăm mặt mũi, đến tận nửa đêm, sau đó thì ngủ quên mất, rồi đến sáng hôm sau lại bận đến sức đầu mẻ trán. Cơ mà tiếc thay, gần đây thiên hạ vô cùng thái bình, hoàn toàn chẳng có chuyện gì để hắn phải nhúng tay vào cả. Cuối cùng, Ngao Thịnh đành phải mỗi ngày đần mặt ra ở trong sân, hoặc là dựa vào một thân cây nào đó, hoặc là cùng Ngao Ô ngắm bướm đang vờn hoa. Tần Vọng Thiên xa xa nhìn cảnh Ngao Thịnh mặt mày vô thần, lo âu mà nhíu mi, suy đi tính lại vẫn là đi đến tìm Ân Tịch Ly. Lúc đến cửa viện, chỉ thấy quốc tướng đang ngồi xem bản đồ. Tần Vọng Thiên vội đi đến. Ân tướng! Ừ, Ân Tịch Ly nhanh mời Tần Vọng Thiên ngồi, sao lại rót cho y một ly trà. Ân tướng! Tần Vọng Thiên nhận lấy ly trà, giận hỏi. Có thể xuất quân sớm hơn vài ngày được không? Ân Tịch Ly khẽ cười. Sao? Hoàng thượng chờ không nổi nữa à? Không phải, chỉ là ta thấy nửa tháng hay 10 ngày cũng không khác biệt gì mấy. Tần Vọng Thiên do dự một lúc nhưng vẫn nói. Nhưng mà nhìn Ngao Thịnh buồn rầu như thế, ta thấy khó chịu lắm. Với lại các tướng sĩ cũng đã rất nôn nóng rồi. Ân Tịch Ly cười cười lắc đầu. Đừng bảo là 10 ngày, cho dù là ngày mai ra trận thì cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục cả. Hả? Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi. Thế tại sao lại phải đợi? Chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình vội, lo hoàng thượng chờ đến nao lòng, nhưng lại quên cho Tương Thanh thời gian chuẩn bị. Ân Tịch Ly nói. Nửa tháng này là thời gian dành cho Tương Thanh. Tương Thanh? Tần Vọng Thiên giật mình, nhớ ra suýt nữa đã quên mất còn Tương Thanh trên đời. Có biết tại sao Tương Thanh đã chủ động đi đến đó không? Ân Tịch Ly cười hỏi. Không phải là vì để làm nội ứng sao? Tần Vọng Thiên đắn đo. Và vì để đánh thắng trận. Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng chuyện mà Tương Thanh có thể làm còn nhiều hơn là như thế nữa. Ân Tịch Ly nâng chung lên, nhấp một ngụm trà, xong lại mở thực hạp ở trên bàn ra mời Tần Vọng Thiên dùng, như thể đang trò chuyện với bằng hữu. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười hỏi Ân Tịch Ly. Vậy Tương Thanh có thể làm được gì? Cậu cứ nghĩ mà xem. Ta chỉ dạ dụ thôi nha. Ân Tịch Ly nói. Nếu có một ngày Mộc Lăng rời xa cậu, rồi cậu lại cực khổ tìm được con trai của cậu ta, mà bộ dáng lại giống hệt nhau nữa, thì cậu sẽ làm gì? Tần Vọng Thiên ngẩn người, sau một lúc lâu mới đáp. Ừ thì coi người đó như con ruột của mình. Chỉ là coi như con ruột thôi sao? Ân Tịch Ly lại hỏi. Thì còn yêu thương hơn cả con ruột thịt. Tần Vọng Thiên thở dài. Hẳn là sẽ đặt hết tất cả nhớ nhung cùng tình yêu thương dành cho Mộc Mộc lên trên đứa trẻ đó. Như vậy, cậu nói thử xem, đứa trẻ đó có sức ảnh hưởng gì đến cậu không? Ân Tịch Ly cười hỏi. Đương nhiên là... Tần Vọng Thiên gật gù. À, ta hiểu rồi. Ý ân tướng muốn nói là Tương Thanh có thể sẽ tác động được Mang Vương. Ừ, đương nhiên là phải có tác động rồi. Ân Tịch Ly cười khẽ. Ta đã từng gặp Tương Vân, khí chất của y khác với Tương Thanh. Cũng vì như vậy mà lúc đầu ta không nhận ra được. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì họ đúng là phụ tử, giống nhau từ trong tâm giống ra. Nên chắc chắn là không có chuyện mà Mang Vương không nghe theo Tương Thanh. Tần Vọng Thiên hứng thú hỏi. Tương Vân là người như thế nào? Một người khá là thú vị. Ân Tịch Ly nhớ lại. Vừa thành thật lại vừa cố chấp. Thế thì chẳng phải rất tẻ nhạt hay sao? Tần Vọng Thiên hỏi. Ân Tịch Ly cười đáp. Mộc Lăng cũng thường xuyên mắng cậu là lưu manh đó thôi. Nhưng cậu ta lại vẫn cứ thích bản chất lưu manh của cậu đó. Tần Vọng Thiên bật cười. Ân Tịch Ly cảm thán. Năm đó, Viên Liệt lỡ tay ngộ sát Tương Vân. Huynh ấy không hề muốn như thế, nên vẫn mãi rất là áy náy. Tần Vọng Thiên chần chờ một chút lại hỏi. Viên Liệt ngay từ đầu đã có tính nết như thế này hay sao? Ân Tịch Ly khoái chí cười. Không thích huynh ấy hả? Tần Vọng Thiên gãi gãi đầu. Không phải là không thích, mà là thấy không gần được. Ừ. Ân Tịch Ly gật đầu. Ta hiểu, từ bé Viên Liệt đã không phải là kẻ được nhiều người yêu mến rồi. Lúc nào cũng nghiêm nghị, chán chết được. Tần Vọng Thiên nhìn Ân Tịch Ly, không biết phải nên tiếp chuyện như thế nào cho phải.
Mà kẻ đang ở ngoài mạc bắt xa xôi là Viên Liệt, bỗng hắt xì hơi, khiến tên đang lọ mọ kiểm kê những cái món đồ Tần Vọng Thiên gợi đến, hỏi: "Sao vậy, bị cảm hả? Ta bắt mạch cho ông nha." Viên Liệt không đáp, Mộc Lan bẻ môi mếu: "Chán quá đi." "Chuyện của ta và Viên Liệt kể ra thì dài lắm." Ân Tịch Ly thở dài: "Có những việc ta đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng ta lại không có quên được vì sao ta lại thích huynh ấy." Tần Vọng Thiên tò mò: "Ta vẫn luôn nghĩ là vì Viên Liệt yêu ngài nên cố giành lấy ngài cho bằng được." Ân Tịch Ly sảng khoái cười lớn: "Trên thực tế thì mọi người đều thích ta, nhưng Viên Liệt lại chẳng ưa gì ta." Tần Vọng Thiên ngạc nhiên: "Sao lại có thể chứ?" Ân Tịch Ly nhún vai: "Huynh ấy luôn cho rằng ta là yêu nghiệt hại nước hại dân nên lúc nào cũng muốn giết ta." "Thật sao?" Tần Vọng Thiên kinh hãi. Ân Tịch Ly gật gật đầu: "Nhưng ta cũng có chiêu đối phó huynh ấy." "Chiêu gì?" Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi. Ân Tịch Ly sờ sờ cằm, cười mà không nói, chỉ cúi đầu uống trà. Tần Vọng Thiên mong chờ nhìn Ân Tịch Ly, chốc sau ai kia mới ngẩng đầu, nói lảng sang chuyện khác: "Có lẽ Tương Thanh thật sự có thể tác động đến Mang Vương. Chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta hy vọng sẽ không quá thương vong nhiều." "Làm sao chiến tranh mà lại không có thương vong?" Tần Vọng Thiên nhíu mày. "Cho dù đã thuận lợi đánh thắng Nam Mang, nhưng quân ta vẫn tổn hao cả ngàn người." Ân Tịch Ly gật đầu: "Cậu có nghĩ tới việc Mang Vương bị lật đổ, một mình tha hương, cho dù tự mình lập nên một cơ đồ to lớn chỉ trong mấy mươi năm, nhưng làm gì lại chiêu mộ được nhiều người nguyện thay hắn đánh trận như thế?" Tần Vọng Thiên sửng sốt. "Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo tuy rằng thế lực hùng hậu, nhưng liệu gặp lại có sánh bằng với binh lực của Thịnh Thanh hay không? Nếu đã biết rõ sẽ thua mà vẫn đánh ư, làm sao có chuyện đó được?" Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. "Ân tướng muốn nói là đội quân của Mang Vương có vấn đề." Ân Tịch Ly gật gật đầu. "Ta vẫn còn chuyện không hiểu." Tần Vọng Thiên lại hỏi. "Theo lý mà nói, người giết Tương Vân là Viên Liệt, nhưng Mang Vương lại nguyền rủa hậu nhân Viên Thị. Hơn nữa ta thấy Mang Vương hận Ngao Thịnh hơn hẳn hận Viên Liệt. Nói cách khác, kẻ mà Mang Vương hận thấu xương chính là Viên Lạc." Ân Tịch Ly hài lòng cười. "Cậu rất thông minh." Tần Vọng Thiên khó hiểu. "Còn có ẩn tình gì trong chuyện này?" Ân Tịch Ly thở dài. "Phải." "Ngài có thể nói ra không?" Tần Vọng Thiên dò hỏi. Ân Tịch Ly lắc lắc đầu. "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh." Tần Vọng Thiên nhíu mày, gật đầu tỏ ý mình thông hiểu. "Thế thì ta cũng không ép." Ân Tịch Ly mỉm cười. "Cậu hãy dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh hoàng thượng, nói bóng nói gió với người, để người có thể tận lực nhẫn nại." "Ta đã hiểu." Tần Vọng Thiên cười đáp. "Thật ra ta thấy ân tướng có thể tự mình đi nói với Ngao Thịnh." Ân Tịch Ly ngẩn người một lúc mới nói. "Ta không thể khiến người khác thích mình." "Đời nào?" Tần Vọng Thiên bưng ly trà lên uống cạn. "Ta nghe nói mọi người đều thích ngài." Ân Tịch Ly lại chỉ lắc đầu. "Người mà ta nói đến không phải là mọi người." Tần Vọng Thiên sửng sốt, nhíu mày nhìn Ân Tịch Ly đứng dậy, bưng ly trà đi vòng vòng từng bước quanh viện. "Có một số việc đã sớm được định sẵn rồi. Năm đó ta đã bói quẻ hỏi trời, tính ra được thiên hạ sẽ phải trải qua 20 năm hoang phế, 20 năm loạn lạc, sau đó thì lại là 100 năm thái bình thịnh thế. Như vậy, năm nay thuộc giai đoạn nào?" Tần Vọng Thiên lo lắng hỏi. "Đương nhiên là năm đại loạn thứ 20. Ân Tịch Ly thản nhiên đáp. Tần Vọng Thiên vui mừng. "Vậy có nghĩa là sau khi chuyện này kết thúc, sẽ luôn là lúc thái bình thịnh thế." Ân Tịch Ly gật gật đầu. "Đúng vậy." Tần Vọng Thiên hoan hỷ. "Thế thì hay quá." Ân Tịch Ly có chút bất an. "Nhưng quẻ bói lúc nào cũng có điều dự phòng. Nếu năm đại loạn cuối cùng này mà không qua đi thì thiên hạ sẽ trở mình thay triều đổi đại." Tần Vọng Thiên nhíu mày. Chuyện này quả thật là quá nghiêm trọng. Y hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh sinh lên đồ thán. "Đúng vậy." Ân Tịch Ly nói. "Ngao Thịnh là tử vi tinh. Vì để ấy là hoàng đế." Tần Vọng Thiên gật gù. "Nên đương nhiên là được đế tinh che chở." "Còn cậu là khôi tinh." Ân Tịch Ly lại nói điều khiến Tần Vọng Thiên phải giật mình không thôi. "Trong số những quý nhân tương trợ cho Ngao Thịnh thì cậu là người góp phần to lớn nhất." Tần Vọng Thiên gãi gãi đầu, cười mà nói. "Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Quyết định cuối cùng của cậu có thể ảnh hưởng đến vận thế của cả Thịnh Thanh." Ân Tịch Ly bình thản nói. Tần Vọng Thiên lại chỉ biết mếu máo. "Chuyện này ta có hơi bất an rồi đó. Ngài đang nói đùa phải không?" Ân Tịch Ly lắc lắc đầu.
Đây không phải là chuyện có thể để đùa. Ta đang nói rất thật. Cậu phải tỉnh táo để đưa ra quyết định. Đến cuối cùng, có lẽ cả Tương Thanh lẫn Hoàng thượng đều cần đến cậu cứu. Tần Vọng Thiên khó xử, nhún vai. Ta có thể làm được cái gì ngoại trừ biết nhiều võ công ra thì còn có thể làm được gì nữa? Ân Tịch Ly nhướng mày. Cậu là đại ca của Hoàng thượng nên người tin tưởng cậu là chuyện đương nhiên. Khi thời cơ đến, trọng trách nặng nhất sẽ được đặt lên vai của cậu. Cậu có thấy lo lắng không? Tần Vọng Thiên gãi gãi cằm. Ta cũng chẳng rõ mình có lo lắng hay không. Nhưng mà một khi huynh đệ đã cần thì người làm đại ca như ta phải ra tay hỗ trợ thôi. Hơn nữa ta cảm thấy mọi người cứ hay nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nên khiến ai ai cũng phải bất an. Ta thì lại cứ hay nghĩ theo chiều lạc quan. Nên cuối cùng nếu có thể giúp đỡ gì thì ta sẽ không từ nan. Mặt khác chỉ cần không đụng tới mộc mộc của ta là được rồi. Xong Tần Vọng Thiên lại hỏi tiếp. Ta phải quay về đây. Ân tướng còn gì muốn căn dặn nữa không? Ân Tịch Ly lắc lắc đầu. Hết rồi. Tần Vọng Thiên cáo từ rồi xoay người rời đi. Ân Tịch Ly đứng nhìn Tần Vọng Thiên từ từ đi mất, trên môi lại dần hiện ra ý cười. Bước vào phòng, dở quẻ bó ra đã lâu không có đụng tới, mà lần nữa chiêm bái. Tần Vọng Thiên đi đến tẩm cung của Ngạo Thịnh, lại thấy cảnh Thịnh ta đang ngồi đần ở một góc, bèn bước đến ngồi xuống trước mặt hắn. Đại ca, Ngạo Thịnh nâng đầu lên nhìn y. Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc rồi mới đáp. Ân Tịch Ly nói với ta rằng Tương Thanh có thể khiến cho Mang Vương chịu quy phục. Vì vậy, đệ hãy kiên nhẫn cho y thêm thời gian. Ngao Thịnh ngẩn người ra, mất một lúc lâu mới vỗ vai của Tần Vọng Thiên mà nói. Thế mà cái lão hồ ly già kia không có chịu nói sớm. Tần Vọng Thiên nhún nhún vai. Ông ấy nói là vì ông ấy không thể khiến cho người khác yêu mến mình được. Nhưng ta lại thấy vì ông ấy có tính cách quá ư là đặc biệt. Ngao Thịnh bật cười. Đặc biệt hay là ác liệt? Tần Vọng Thiên đắn đo một lúc. Kỳ thật không đáng ghét lắm. Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra. Là ta nhất thời hồ đồ nên quên mất thanh. Xong lại phủi mông đứng dậy. Đi, đi uống rượu thôi. Tần Vọng Thiên đứng dậy cùng Ngao Thịnh đến hai chồng cỏ khô nằm vất vưởng trong viện mà uống rượu. Xong lại bỏ thêm một câu. Đến lúc đó nếu để có chuyện gì khó xử muốn phó thác người khác thì hãy cứ giao cho ta nha. Nga Thịnh khẽ giật mình, xoay mặt lại nhìn Tần Vọng Thiên. Y lại sờ sờ cà mà nói. Không cần khách sáo. Nga Thịnh nhìn y một lúc rồi mới cười đáp. Được. Tương Thanh đỡ Mang Quốc 3-4 ngày rồi, nhưng Nga Thịnh vẫn án binh bất động. Cũng nhờ thế mà y có thể nhẹ nhàng thở ra. May là hắn đã cho y thời gian chuẩn bị. Tương Thanh thật sự sợ rằng Nga Thịnh sẽ nhìn không được mà dẫn quân đánh vào đây. Làm thế thì sẽ rất phiền toái. May mắn hắn đã có thể nhẫn nại. Mấy ngày này Tương Thanh thường xuyên cùng Mang Vương ra ra vào vào. Mang Vương luôn mang đến cho y cảm giác vô cùng thân thiết. Vì vậy mà người chưa từng có song thân chăm sóc như Tương Thanh đã nhiều lần lầm tưởng Mang Vương chính là người cha đã lâu không gặp mặt của mình. Nhưng mà bình thường Mang Vương rất hay trêu cợt y, xong lại nói lảng sang chuyện đứng đắn. Nhưng đến phiên y tìm đến ông để nói chuyện nghiêm chỉnh thì ông lại mượn cớ chuồn mất. Tương Thanh cố gắng mãi nhưng chẳng có kết quả, mãi rồi cũng chẳng còn khí lực đâu nữa. Buổi chiều, Mang Vương lại cùng Tương Thanh ngoạn cơm, trò chuyện được vài câu thì cất bước đi mất, bảo là lo chuyện chính sự. Tương Thanh vừa định đi theo thì ai kia lại vờ cao có nói. Ranh con thì đừng có mà dính vào chuyện của người lớn, ngươi cứ ở đây chơi đi, tối ta sẽ đến. Dứt lời thì cũng đi mất dạng. Tương Thanh dở khóc dở cười, y đã lớn chừng này rồi, còn gì mà bảo là nhỏ nhoi nữa chứ. Đang ngồi trong viện ngẩn người thì Vạn Hoa lại từ đâu chạy sộc vào. Tương Thanh khó hiểu khi thấy hắn vì biết chắc là Vạn Hoa không hề muốn nhìn đến mặt mũi của mình. Đã ăn cơm chưa? Tương Thanh hỏi. Vạn Hoa trừng mắt lườm. Chúng ta không thân không quen tới mức hỏi han chuyện cơm nước đâu. Tương Thanh bưng trà lên uống, khi nãy họ chẳng qua là thuận miệng thôi. Vạn Hoa ngồi xuống đối diện y. Sao ngươi không hỏi ta đến đây làm gì? Tương Thanh bật cười. Không phải ngươi bảo là chúng ta không quen, thế thì tại sao ta phải hỏi ngươi? Vạn Hoa lại híp mắt lại lườm y. Đừng hòng qua mặt được ta, ai cũng bảo ngươi hiền lành thành thật, nhưng ta thì rõ ràng hơn ai hết. Ngươi rất là miệng lưỡi nha. Tương Thanh lại hỏi. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ta đến để nói cho ngươi biết một bí mật to lớn. Có biết tại sao dạo này Mang Vương lại bận rộn như thế không? Vạn Hoa cười hỏi. Người có muốn biết không?
Tường Thanh lắc lắc đầu. Vạn Qua nhỏ tiếng: Có biết Mang Quốc đang có nội loạn không? Tường Thanh khẽ nhíu mày, xoay người sang nhìn hắn. Vạn Qua khẽ cười: Không những là thù trong mà còn có giặc ngoài nữa biết không? Tường Thanh khẽ nhíu mày: Nhưng không phải tất cả binh mã Mang Quốc bị khống chế bằng dược vật và hoàn toàn không có cảm xúc hay suy nghĩ gì sao? Nhưng mà dược vật đó là do bàn tay con người tạo ra. Vạn Qua lắc đầu: Thực tế thì người chế dược khống chế binh mã không phải là Mang Vương, cho nên mới nói mượn tay kẻ khác thì chẳng thể nào tin tưởng nổi. Tường Thanh cao mày hỏi: Người muốn nói là mượn tay Viên Khả? Vạn Qua khịt mũi: Ta ghét nhất chính là cái tên Viên Khả đó. Loại dược này một phần là do ta làm, phần ít là do Viên Khả làm, cơ mà phần nhiều vẫn được dựa trên phương thức được truyền dạy. Tường Thanh gật gật đầu: Sao lại nói ta biết điều này? Vạn Qua nhếch mép cười đáp: Vì ngươi có giá trị lợi dụng. Lợi dụng cái gì? Tường Thanh nhíu mày: Tùy vào ngươi thôi. Vạn Qua cười mỉa: Ngươi có thể đứng về phía Mang Vương giúp ông ta xử lý Viên Khả, cũng có thể chăm ngòi khiến bọn họ tự đấu đá lẫn nhau để giúp Ngao Thịnh một tay diệt Mang Quốc, hoặc cứ khoanh tay đứng nhìn, tóm lại là đều tùy thuộc vào ngươi. Tường Thanh khẽ nhíu mày, dương mắt lên nhìn hắn: Hẳn là ngươi sẽ không có hảo tâm giúp ta nhỉ? Sao ta phải giúp ngươi? Vạn Qua khinh bỉ nói: Con mắt nào của ngươi thấy ta là đang giúp ngươi hả? Ta đang hại ngươi đó. Tường Thanh vô lực nhìn hắn. Vạn Qua lại lườm y: Ngươi cứ chọn đi, Mạng Vườn đối với ngươi vô cùng tốt, Ngao Thịnh lại là người ngươi yêu thương, hơn nữa con dân Thịnh Thanh lại không muốn đánh trận, Hà Lỗ Minh có thù oán với Mang Vương. Hay, nói chung là vòng tới vòng lui, ngươi là kẻ khổ sở nhất. Tường Thanh vô cùng thản nhiên nhìn Vạn Qua cười, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, rằng y sẽ nổi giận hoặc là đại loại thế. Vạn Qua khó hiểu nhìn Tường Thanh: Ngươi còn cười được sao? Tường Thanh chống cằm nhìn hắn cười: Sở dĩ ngươi ghét ta như vậy là vì Hạ Lỗ Minh. Vạn Qua lườm y: Ta ghét nhất là cái loại người lúc nào cũng gặp được chuyện như ý như ngươi đó. Tường Thanh nhìn tới nhìn lui, xong lại hỏi: Ngươi đang nói ta ư? Ừ, Vạn Qua gật đầu. Tường Thanh ngẫm nghĩ: Nếu không phải ngươi nói thì ta hoàn toàn không biết mình là người lúc nào cũng gặp được chuyện như ý. Vạn Qua nhíu mày: Ngươi đừng vờ vịt nữa, cả thiên hạ đều thích ngươi, loại người như ngươi, chỉ tổ khiến ta ghét. Tường Thanh cười, lắc lắc đầu: Trên đời này, chỉ cần có một người thích ngươi là đủ rồi, không có ai hoặc nhiều hơn một đều chẳng phải là chuyện gì tốt. Vạn Qua bĩu môi: Chỉ biết nói cho dễ nghe. Tường Thanh lại cúi đầu uống trà. Vạn Qua lại hỏi: Thế hiện tại ngươi đã biết mình sẽ giúp ai? Tường Thanh cân nhắc: Về tình về lý, nhất định phải ngăn chặn Viên Khả. Hắn là kẻ tâm thuật bất chính, nếu như nắm trong tay quyền chủ chiến thì sẽ rắc rối to. Nhưng ta cũng không mấy lo lắng về chuyện đó. Nói thế nghĩa là sao? Vạn Qua hỏi. Ta không biết Viên Khả thông minh đến đâu. Tường Thanh bình tĩnh đáp. Nhưng Mang Vương khôn ngoan có thừa, Hạ Lỗ Minh cũng đủ tài trí, hắn sẽ không trúng kế. Hai người họ cũng đã sớm có tâm đề phòng Viên Khả. Còn gì phần ngươi? Có hơi nóng nảy, nhưng ít nhất sẽ không trực diện xung đột với Viên Khả, nên ta cũng không lo lắng. Ngươi? Vạn Qua bực bội hỏi. Nghĩa là ngươi sẽ giúp Mang Vương? Tường Thanh lắc lắc đầu. Ta làm việc không nhìn người. Nghĩa là sao? Vạn Qua khó hiểu. Tường Thanh nói. Phát động chiến tranh là không đúng. Ý của ngươi là ngươi giúp Ngao Thịnh chứ không giúp Mang Vương? Vạn Qua hỏi. Ừ. Tường Thanh khó xử. Luận tình cảm, ta đương nhiên là đứng về phía Ngao Thịnh. Nhưng Mang Vương lại đối xử với ta rất là tốt. Hơn nữa ông ấy lại vô cùng chấp niệm với cha của ta. Ta không muốn ông ấy có bất trắc gì. Nhưng một khi chiến tranh diễn ra, người phải gánh chịu thương tổn nặng nề nhất vẫn luôn là dân chúng. Ta không có lý do gì để người khác phải làm vì chuyện riêng của mình mà bị thương tổn. Nên về tình về lý, ta hoàn toàn sẽ đứng về phía Ngao Thịnh. Vạn Qua cười lạnh một tiếng. Người nói với ta, lẽ nào không sợ ta bán đứng ngươi, đi mách cho Mang Vương biết hay sao? Tường Thanh nhấp trà. Ta đã nói rồi, Mang Vương rất khôn ngoan. Chuyện mà ngươi nghĩ đến, ông ấy đã sớm thấu hiểu rồi. Vạn Qua mặt mày trắng bệch ra, hung tợn trừng Tường Thanh. Tường Thanh chỉ mỉm cười nói: Vạn Qua, thật ra ngươi có thể không cần nhúng tay vào chuyện này, giận Hạ Lỗ Minh cao bay xa chạy, phải không? Vạn Qua khẽ nhíu mày: Làm thế nào ta dẫn hắn đi được? Tường Thanh suy tư: Đưa hắn rời khỏi đây, án thù giữa cha hắn và Mang Vương không nên để hắn phải gánh. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại mà thôi. Ta thấy được ngươi rất thích hắn,
Thế sao không có cùng hắn ra đi, có một cuộc sống yên bình vui vẻ? Ai nói ta thích hắn chứ? Vạn Qua đỏ mặt. Không thừa nhận. Tương Thanh nhướng mày. Ta vốn đang định giúp ngươi, nếu ngươi đã không đồng ý thì ta tìm người khác vậy. Ngươi muốn tìm ai? Vạn Qua hung hăng quát. Tương Thanh bật cười. Ưu điểm của Hà Lộ Minh là gì? Vạn Qua bĩa môi. Ngu ngốc, mù quáng. Hả? Tương Thanh gật gù. Quá ra là ngươi thích hắn ngu ngốc và mù quáng. Vạn Qua mặt đỏ sần lên, lườm Tương Thanh để bất mãn. Xong mặt là buồn so. Hắn là kẻ mù quáng, nên đời này nếu ngươi mà ngứa mắt hắn thì cầm chắc hắn sẽ cố tìm cách tránh ngươi thật xa. Không đâu, Tương Thanh lắc đầu. Vạn Qua, lẽ nào ngươi không thấy ở khía cạnh nào đó Hà Lỗ Minh rất giống Mang Vương sao? Sao có thể, ngươi đâu có chết. Vạn Qua nhanh miệng nói. Tương Thanh thở dài. Họ giống nhau ở chỗ là chẳng có một thứ gì để bấu víu hết. Hai người đó dù có phải chết ngay lập tức cũng sẽ không chút sợ hãi. Đúng đó, là chẳng có ý trung nhân nữa. Vạn Qua gật gù. Ngươi cũng không có ý trung nhân. Nếu bây giờ chết đi, ngươi có tiếc nói không? Tương Thanh hỏi. Vạn Qua sức thần không đáp. Tương Thanh suy tư một lúc, lại lấy bình dược nhỏ từ trong ngực áo ra đưa cho Vạn Qua. Đây là cái gì? Vạn Qua khó hiểu mà hỏi. Ta cũng không rõ nữa. Ngày đó ta thấy Tần Bảo Chủ đưa cho Thịnh Nhi, ta xem thử hắn giấu ở đâu rồi trộm lấy. Tương Thanh ngập ngừng đáp. Ngươi cứ giữ đi, không chừng sau này cần đến. Vạn Qua tần ngần nhìn chiếc bình, chốc sau vì hiếu kỳ mà mở nắp ra ngửi thử, xong lại chao mày nhằn mặt nhìn Tương Thanh. Ngươi chẳng phải luôn cho mình là chính nhân quân tử ư? Sao lại đưa ta cái thứ đồ này? Tương Thanh nhíu mày hỏi ngược lại. Thế nào mới là chính nhân quân tử? Vạn Qua thở dài. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế chứ? Hà Lộ Minh yêu ngươi như vậy mà ngươi đành đẩy hắn cho người khác. Tương Thanh lắc lắc đầu. Ta phải làm sao thì mới không tàn nhẫn? Vừa giữ hắn bên cạnh, vừa yêu Thịnh Nhi sao? Vạn Qua ai oán. Tên ngốc đó sẽ không có chịu theo ta đâu. Đợi khi cơ hội đến, Tương Thanh khuyên giải. Chờ đến lúc nên đi thì liền mang hắn đi. Rồi sau này có thời gian hãy đi tìm Mộc Lăng, xem thử huynh ấy có thể chữa lành gương mặt cho hắn hay không. Sao phải chữa lành mặt cho hắn? Vạn Qua bất mãn nói. Cái tên ngốc kia nhìn hay thế kia mà. Tương Thanh phì cười, vừa uống trà vừa nhìn Vạn Qua. Ai kia biết mình lỡ lời nên liền ngậm tâm. Tương Thanh lại hỏi. Viên Khả đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn ta. Tên điên đó đang ở biệt viện phía Tây. Mà ngươi đi tìm hắn để làm gì? Vạn Qua khó chịu. Chỉ là muốn xem thử thôi. Tương Thanh nhún vai đáp. Chẳng phải là ngươi vừa mới nói là hắn muốn làm phản sao? Ngươi đi một mình ư? Vạn Qua nhíu mày. Tương Thanh gật gật đầu. Ừ, bỗng đi với ta hả? Nằm mơ đi. Vạn Qua đứng dậy, bỏ chiếc bình kia vào trong tay áo. Ta đi tìm Hạ Lỗ Minh, tới đi chung với ngươi. Tương Thanh ngạc nhiên hỏi. Ngươi đồng ý để hắn đi với ta? Vạn Qua khinh bỉ nói. Ta không đần tới mức đó. Với lại ta cũng chẳng còn lạ gì cái tên đó nữa. Rồi phủi lưng đi mất. Tương Thanh khẽ cười, nhìn theo bóng lưng Vạn Qua mà cảm thấy hắn cũng đang mỉm cười giống mình. Chẳng lâu sau Hạ Lỗ Minh thật sự xuất hiện, liền vội vàng hỏi. Ngươi muốn gặp Viên Khả? Tương Thanh đắn đo một lúc mới đáp. Ừ, thật ra ta định sẽ coi như là mình đi dạo rồi tình cờ gặp được hắn. Hà Lỗ Minh khóe miệng giật giật. Trước kia, ngươi không có mưu mẹo như thế. Tương Thanh nhìn gã một chốc rồi thở dài. Thật ra, ta vốn là như thế. Ta trong hồi ức của ngươi không hề tồn tại. Nếu như một ta như vậy là có thật, thì ngươi cũng sẽ không thấy yêu thích gì đâu. Hà Lỗ Minh chỉ chăm chú mà nhìn y thật lâu, rồi chốc lát sau dẫn y đi. Tương Thanh vốn định mang Miêu Ô đi cùng, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn nhét nó vào trong chăn, rồi đóng chặt cửa phòng lại, khiến mèo nhỏ rất chi là bất mãn. Hai người giả vờ lượn lờ, mò đến dược thất nằm ở phía sau hoàng cung. Tương Thanh nhìn xung quanh, chợt nhíu mày hỏi Hà Lộ Minh. Sao chướng khí mù mịt thế này? Sau khi từ Nam Quốc trở về, hắn tự mình trị thương rồi bế quan tu luyện ở đó. Hà Lộ Minh cũng chẳng rõ. Lát nữa đừng có tới gần quá. Đã biết. Tương Thanh gật gật đầu. Hai người vừa định đi vào sân thì lại thoáng thấy Mang Vương đang đi từ xa đến. Mang Vương nhìn thấy cả hai liền nhíu mày, như thể không hài lòng về sự đụng mặt này. Sao hai người lại đến đây? Mang Vương đi đến trước mặt cả hai, miệng thì hỏi hai người, nhưng mặt thì lại chỉ nhìn Hạ Lỗ Minh. À, Thanh nói muốn đi dạo. Hạ Lỗ Minh bình tĩnh đáp.
Y nói là muốn đi dạo, chứ đâu có bảo là muốn chết. Ngươi dẫn y đến đây làm gì? Màn Vương tức giận quát. Hà Lỗ Minh có chút xấu hổ khi bị quở trách, trong khi Tương Thanh lại bật cười ra tiếng. Màn Vương quay đầu lại trừng mắt nhìn y. Ngươi muốn gặp Viên Khả? Tương Thanh gật gật đầu. Lần sau, ngươi có muốn gặp ai thì cứ nói thẳng với ta, nhất là Viên Khả, không có được tự mình đến gặp hắn. Biết rồi, Tương Thanh cúi đầu lý nhí đáp. Đi theo ta. Màn Vương dẫn theo Tương Thanh và Hà Lỗ Minh đi vào biệt viện của Viên Khả. Mới vừa bước chân vào cửa, Tương Thanh đã ngửi thấy mùi hương rất lạ, vội vàng điều chỉnh hơi thở. May mà trước khi đến Mang Quốc, Mộc Lăng đã cho y uống không ít dược vật, nghe đâu là ngăn trở được hầu hết các loại độc. Y đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cỏ đều cháy khô đến đen quắt lại. Lúc nãy, đem nhốt Miêu Ô trong phòng là quyết định hết sức chính xác. Khi nào về, nhất định phải dặn mèo nhỏ không có được bén mạng đến đây. Cả ba đi xuyên qua đoạn hành lang uốn khúc thật dài mới đến được một dãy phòng ốc được xây trong lùm cây có rậm rạp. Vì cây có tùm nên chẳng có mấy ánh sáng để có thể lọt vào được. Tương Thanh khẽ nhíu mày khi nghĩ đến trên đời này lại có kẻ yêu quý màn đêm và kỵ ánh mặt trời đến vậy. Màn Vương gõ cửa rồi liền đẩy hai phiến cửa gỗ ra. Chính giữa phòng đặt một lò luyện đan thật lớn đang ùn ụt sôi. Lại còn không ngừng nhả khói xanh tùm lên. Viên Khả bị mất một cánh tay, thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Khi thấy Màn Vương thì lại có chút giật mình, song nhanh chóng phát hiện Tương Thanh đang đứng phía sau ông. Viên Khả sửng sốt một lúc, nheo mắt nhìn Tương Thanh để oán hận, rồi nghiến răng quát tên y. Tương Thanh! Những ngày này, Ngao Thịnh không ngừng nghiên cứu manh mối Mộc Lăng đã nói tới ở trong thư. Mặt khác lại thường xuyên trao đổi chiến sự với mọi người, phát hiện việc tiến công vào Mạc Bắc chẳng phải là chuyện đùa mà là việc hết sức khó khăn. Vào lúc đêm, Ngao Thịnh vẫn như mọi khi, ngồi xem địa đồ, còn Ngao Ô thì nằm sát rạc chân y mà nũng nịu. Quý Tư tiến vào gọi. Hoàng thượng! Sao? Ngao Thịnh dương mắt lên nhìn ông. Có chuyện gì vậy lão quý? Bên ngoài có một lão giả xin được ý kiến người. Quý Tư đáp. Ông ấy nói là biết một chút về Đại Mạc. Mong có thể giúp đỡ người đôi chút. Ngao Thịnh kinh ngạc hỏi. Ai cơ? Ông ta bảo mình tên là Ô Cuồng, trước đây làm nghề buôn lậu ngựa, thường xuyên ra vào Đại Mạc, nên hiểu biết địa lý vùng đó. Quý Tư đáp. Ngao Thịnh gật gật đầu. Khanh có thấy lão ta tin được hay không? Quý Tư lắc đầu. Ông ta nói năng chung chung, nhưng lại bảo là có vài con sông ngầm. Quân ta chẳng biết nó nằm ở đâu, nhưng lại có thể lợi dụng được. Sông ngầm. Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cho ông ta vào nói chuyện với trẫm. Quý Tư liền bước ra ngoài gọi người vào. Lúc này vừa hay Tần Vọng Thiên lại xuất hiện. Gần đây hắn vì sợ Ngao Thịnh ở một mình mà suy nghĩ linh tinh, nên mỗi ngày sau bữa tối đều tìm đến để tán gẫu. Ngao Thịnh kể lại việc có người biết về sông ngầm cho hắn nghe. Xong hắn lại gật gù. Quả thật là bên trong Đại Mạc có sông ngầm, ta có thể lợi dụng vào chúng. Tương Thanh nhìn Viên Khả nghiến răng nghiến lợi lừa mình, chỉ bình tĩnh lướt mắt sang lò luyện đan đang sôi sùng sục kia. Viên Khả lạnh lùng gằn từng tiếng. Đây là thứ rất thú vị dành cho binh mã Thịnh Thanh của ngươi đó. Tương Thanh không đáp. Viên Khả lại đắc ý nói. Thật không ngờ Ngao Thịnh lại đồng ý cho ngươi đến đây. Xem ra trong lòng hắn ngươi cũng chẳng phải là quan trọng gì. Tương Thanh nhếch mép cười, nói khích gã. Viên Khả, ngươi chỉ còn lại một tay, hành động có bất tiện lắm không? Hà Lỗ Minh và Màn Vương đều hết sức sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Tương Thanh mà chẳng dám tin rằng lời lẽ đầy khiêu khích đó là do chính miệng y thốt ra. Viên Khả trầm mặt, nâng cái tay đang cầm chày thép lên, định đánh về phía Tương Thanh. Màn Vương đứng ở ngay cạnh y, chẳng đợi Tương Thanh phải động đậy, đã liếc nhìn Viên Khả một cái. Viên Khả lập tức dừng tay, hạ chày xuống lùm Tương Thanh. Người cứ đợi đó. Như vậy cho thấy gã còn rất e ngại Màn Vương. Tương Thanh trả đòn. Kẻ nên đợi chính là ngươi. Viên Khả mặt mày tức giận đến nhăn nhó lại, chợt nghe Tương Thanh nói tiếp. Lúc ấy Viên Liệt nên chặt đứt hết cả hai tay của ngươi, thì may ra ngươi mới tử tế hơn được. Viên Khả giận đến mặt mày méo mó, cười lạnh lườm Tương Thanh. Thanh phu tử, ta nghe nói thái độ làm người của ngươi rất khiêm tốn lễ độ. Đúng, cơ mà ta chỉ khiêm tốn lễ độ với người mà thôi. Xong, Tương Thanh lại quay lại nói với Màn Vương. Ta đã dạo đủ rồi, có thể quay về. Màn Vương khó hiểu nhìn y.
Ngươi đến là vì muốn gặp hắn. Thật lòng mà nói thì tôi đến chỉ là để coi mặt thất bại của hắn ta mà thôi. Tường Thanh nhún nhún vai. Tường Thanh! Viên Khả sống lên. Ngươi đừng có quá tự phụ. Tường Thanh nâng mắt lên nhìn gã. Viên Khả, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. 13 an hồn của các cô nương ấy vẫn đang chờ ngươi dưới kia. Viên Khả tức đến chẳng đáp trả lại được gì. Tường Thanh lại xoay người bước ra ngoài. Hà Lỗ Minh cười cười bước theo y. Viên Khả tức giận đá ba chiếc ghế gần đó. Mang Vương thản nhiên nói, khi nào điều chế xong dược vật mới thì tìm chó mèo gì đó để thử nghiệm, đừng có giống như lần trước hại chết nhiều người như thế. Chẳng qua cũng chỉ là một đám phế vật. Viên Khả bất mãn đáp. Mang Vương thở dài lắc đầu xoay người rời đi. Đợi đến khi mọi người đều đã đi hết, Viên Khả bực bội đá vật nuôi ở dưới chân đi, nghiến răng nói đầy oán hận. Ngào Thịnh, Tương Thanh, ta sẽ khiến cho các ngươi không được chết già. Tương Thanh đi ra ngoài tâm tình tốt hơn hẳn, dự định sẽ còn đi dạo nữa. Hà Lỗ Minh bước lên bên cạnh y, thấp giọng hỏi. Không ngờ cũng có lúc ngươi tức giận mắng người. Với loại người như Viên Khả thì đừng nói là mắng, hắn có mà chết ta cũng chẳng thấy tiếc thương. Tương Thanh nhún nhún vai, Mang Vương cũng đã bước ra ngoài. Gặp được rồi thì thôi, lần sau không được đến đây nữa, đây không phải là nơi ngươi nên ghé qua. Tương Thanh gật gật đầu, ý bảo y đã biết. Sau đó Mang Vương lại đi xử lý chính vụ. Tương Thanh dọn bước về phòng. Hà Lỗ Minh đi theo bên cạnh hỏi, sao lại buồn bã không vui? Tương Thanh lắc lắc đầu, ta nhớ Lạc Đô. Hà Lỗ Minh thở dài, người đang nhớ Ngao Thịnh. Tương Thanh nhìn về phía trời xa, đương nhiên. Xong lại rẽ vào phòng, đẩy cửa ra thì Miu Ô đã nhảy sầu đến. Tương Thanh bế mèo lên sờ sờ đầu của nó. Miu Ô, có đói bụng không? Miu Ô cọ đầu vào tay của Tương Thanh làm nũng. Tương Thanh bật cười, ôm lấy nó rồi ngồi xuống giường, buồn bã ngẩn người ra. Hà Lỗ Minh cũng không quấy rầy y, bước ra ngoài giúp y đóng cửa lại. Tương Thanh thất thần ngồi bên giường một lúc, lại bất ngờ hỏi mèo nhỏ, Miu Ô, có muốn ra ngoài không? Miu Ô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y. Tương Thanh nghĩ nghĩ rồi cởi áo ngoài ra, ủ mèo vào trong áo rồi cột vào trước ngực. Miu Ô tựa lên ngực của Tương Thanh, ló chiếc đầu bé bé ra nhìn bên ngoài, chốc chốc lại nâng mắt lên nhìn chủ nhân của mình, chẳng rõ người kia muốn làm gì. Tương Thanh vô cùng cẩn thận khép cửa ra ngoài, nhảy lên mái nhà, chỉ thấy bốn bệ thành quách mang quất rất cao. Xong y lại phi thân bay lên trên tường thành rồi nhảy xuống đất. Bởi vì bên dưới là cát vàng mềm mịn nên dù có nhảy từ một độ cao xuống cũng không khó khăn gì với Tương Thanh cả. Miu Ô ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tương Thanh. Tương Thanh kích động đi ra, lại thất vọng đứng yên tại chỗ. Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy được cát vàng mờ mịt, không nhìn thấy được bến bờ nào. Tương Thanh thậm chí còn không biết là y nên dõi mắt theo hướng nào nữa. Tương Thanh đi hết một vòng tòa thành đen. Trước mặt ngoài trừ sa mạc ra, thì chẳng lấy có một con đường nào. Phía trên đầu thì lại là bầu trời xanh thẳm, bốn bề mênh mông gần như là vô tận. Miu Ô lại nâng đầu lên nhìn Tương Thanh. Tương Thanh nản lòng cười, giương tay lên vuốt ve đầu mèo, rồi thả người ngồi bệt xuống cát, ngước đầu lên nhìn trời xanh. Người nói xem, có phải là ta bệnh rồi hay không? Ta còn tính là sẽ suốt đêm chạy về Lạc Đô, sau đó thì quay trở lại đây. Tên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng kêu. Tương Thanh ngửa mặt lên nhìn, thấy một cánh chim cô lẻ lướt qua, rồi ngẩng đầu thất thần. Lúc này lại có tiếng nói vang lên. Nhớ Ngao Thịnh đến như vậy sao? Tương Thanh quay sang, liền trông thấy Mang Vương chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Y không đáp. Nếu đã không muốn xa nhau, vậy sao còn đến đây? Mang Vương ngồi bên cạnh Tương Thanh. Tương Thanh cúi đầu nhìn Miu Ô đang dãy dụa trong ngực áo của mình, như là bị chiếc áo siết quá chặt vậy. Có muốn ta đưa người về không? Mang Vương đột nhiên hỏi. Tương Thanh giật mình hỏi ngược lại. Quay về, ông bảo Hà Lô Minh đưa tôi đến đây, giờ lại đưa tôi về. Mang Vương gật gật đầu. Ta chỉ nghĩ ngươi nên gặp Vân một lần. Có còn nhớ những gì mà ta nói với ngươi trước đây không? Đừng quên nha. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Ông có thể không cần đánh nhau không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cõi yên vui. Mang Vương cười khổ. Đầu ngốc. Tôi không muốn nhìn thấy ông và Thịnh Nhi chém giết lẫn nhau. Kẻ nợ ông là Viên Lạc. Tương Thanh buồn bã nói. Mọi chuyện không liên quan gì đến Thịnh Nhi và con dân Thịnh Thanh hết. Ta biết. Mang Vương gật gật đầu. Chuyện đó ta hiểu chứ. Vậy thì đừng đánh nhau nữa. Tương Thanh ta thán.
Không thể lấy sống chết ra đùa đâu. Vất vả lắm chúng ta mới được ở bên nhau. Mạn Vương khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Rồi mọi thứ sẽ có một kết cuộc riêng. Nghĩa là sao? Tường Thanh khó hiểu. Ta muốn nói, trên đời này sẽ có những người yêu nhau rồi thành quyến thuộc, nhưng cũng sẽ có người vì đau khổ mà chẳng có được cuộc trùng lai nào. Vì nhân quả ngày trước, vì thù hận đã tạo khi đó mà tiếp tục sống mòn, đợi đến ngày chấm dứt mọi chuyện. Mạn Vương vô lực thở dài. Đến khi mọi thứ kết thúc thì sẽ ổn cả thôi. Ông rõ ràng biết kết quả chỉ có một, hoặc là chia ly, hoặc là chết. Vậy tại sao lại cố chấp như thế chứ? Thường Thanh khó chịu nói. Chỉ bởi vì một mình ông mà phải hy sinh hạnh phúc của nhiều người như vậy. Ông đã bất hạnh thì thôi đi, sao lại còn muốn kéo theo người khác vào dũng lầy đau khổ như mình? Thật ra, ông làm thế để làm gì? Là vì ước hẹn khi đó với Tương Vân. Ông ấy không muốn nhìn thấy ông làm như vậy đâu. Mạn Vương dõi theo nhìn Tương Thanh thật lâu, chốc sau mới cười nói. Ngươi rất giống Vân, bình thường rất là ít nói, nhưng một khi kích động thì lại nói rất nhiều, khiến cho người khác không thể nào không nghe lời mình. Tương Thanh ngẩn người, Mạn Vương thở dài. Ta sẽ bảo Hạ Lỗ Minh mang ngươi trở về, ngươi hãy ở bên Ngao Thịnh. Không đi. Tương Thanh gục mặt so so đầu miêu ô. Mạn Vương ngạc nhiên hỏi. Sao lại không? Không phải ngươi nhớ Ngao Thịnh hay sao? Nhớ chứ, nhưng bây giờ mà đi thì khác gì công giả tràng. Tương Thanh đứng lên, vỗ vỗ cát bụi dính trên người. Nếu ông có tự hại chết mình thì tôi ở lại giúp ông hợp tán cùng cha tôi. Mắc công đến lúc đó rối loạn lại không tìm thấy ông. Vậy nếu kẻ chết trong chiến loạn là Ngao Thịnh thì sao? Mạn Vương hỏi. Tương Thanh quay đầu lại trừng mắt lừa Mạn Vương. Thì tôi sẽ giết ông, ném xác ông đi, sau đó đưa Thịnh Nhi cùng cha tôi đến cõi yên vui. Mạn Vương sửng sốt, khẽ cao mày, tựa hồ là bất mãn khi nghĩ đến tình cảnh đó rất có thể xảy ra lắm. Tương Thanh xoay người trở về phòng, thả người nằm lên giường mà thở dài thường thượt. Đào buồn nghĩ, có những người tội tình gì phải tự đâm đầu vào ngõ cụt đến mù quáng như thế chứ. Xong lại cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Miêu Ô vẫn còn đang dãy dụa trong lớp áo bị quấn chặt kia, liền liên tưởng đến Mạn Vương. Ông ta cũng như vậy, dãy dụa trong tình yêu và nỗi nhớ nhung, dù có cố cách mấy cũng chẳng thể vùng ra được. Bên trong hoàng cung Lạc Đô, Ngao Thịnh ngồi ở ngự thư phòng, đợi quý tư đưa lão giả tên Ô Cuồng tự xưng mình rất am hiểu về Đại Mạc kia đến. Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, thầm đoán lão giả này tuổi tác cũng tầm với Thước Vĩ, đều đã cao tuổi mà vẫn dẻo dai, nhưng lại không béo phệ ra như Tước Vĩ, ngược lại rất tráng kiện. Ô Cuồng cúi đầu hành lễ với Ngao Thịnh, nhưng hắn lại xua tay nói, lão nhân gia không cần phải đa lễ. Xong lại cho Văn Đạt mang ghế đến cho lão ngồi. Trẫm nghe quý tư nói, Ô tiên sinh biết rõ phân bố của các dòng sông ngầm trong Đại Mạc. Ngao Thịnh đi thẳng vào vấn đề. Phải, Ô Cuồng gật gật đầu, lấy một tấm bản đồ từ trong ngực áo đưa cho Văn Đạt. Lão từng buôn ngựa ở Mạc Bắc, ra vào sa mạc không dưới 100 lần. Từng vượt qua bão cát lớn, từng lạc trong Đại Mạc vài tháng, có thể sống sót trở ra đều nhờ vào sông ngầm. Sau đó, lão đã vẽ lại những nơi sông ngầm chảy ra vào trong bản đồ. Ngao Thịnh tiếp nhận bản đồ Văn Đạt đưa sang, xong lại nói, đi đến xem ân tướng đã ngủ chưa, nếu chưa thì mời ngài ấy đến đây bàn bạc một chút. Vâng, Văn Đạt vội đi đến biệt viện của Ân Tịch Ly. Tần Vọng Thiên cũng đã nhìn qua tấm bản đồ này, thấy ở trên đó ghi chú hết sức rõ ràng, hơn nữa còn viết lại tỉ mỉ những đặc điểm nơi có sông ngầm. Sau một lúc lâu, Ân Tịch Ly đã đi đến thư phòng, hành lễ với Ngao Thịnh, rồi liền quay sang nhìn Ô Cuồng lão nhân, chợt ngạc nhiên hỏi. Lão nhân gia, ngài là... Ô Cuồng ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly, tựa hồ cũng thấy quen mặt, ngẫm nghĩ kỹ càng, liền bật cười. Còn ngỡ là ai? Quá ra là Tiểu Lê Tử. Ân Tịch Ly khanh khách cười, cung kính vái chào lão nhân. Ô lão tiền bối, nhiều năm không gặp, ngài vẫn rất minh mẫn tráng kiện. Cũng chẳng khỏe mạnh gì lắm đâu. Ô Cuồng xua xua tay, xong lại nghe Ân Tịch Ly nói, sư phụ của Viên Liệt cũng có mặt ở đây. Ô Cuồng sửng sốt, chốc sau lại cười mà nói, lão Tước Vĩ ấy vẫn còn chưa chết ư? Ngao Thịnh cùng Tần Vọng Thiên đần mặt ra nhìn nhau, tự thấy ngữ khí trò chuyện của hai người kia hết sức là thân thuộc. Ân tướng, Ngao Thịnh hỏi, hai người biết nhau à? Hoàng thượng, đúng là có phúc lớn.
Ân Tịch Ly đi đến trước án thư của Ngao Thịnh, cầm tấm bản đồ lên xem. Ô lão tiền bối chính là bậc thầy tinh thông địa lý, giỏi họa địa đồ, hầu như trời nam đất bắc gì, ông ấy cũng rõ ràng như lòng bàn tay. Chỉ cần đi theo ông ấy thì chắc chắn không có sợ lạc đường. Ngao Thịnh kinh hỉ nói, thật sao? Lão già rồi, Ô Cuồng khoát tay, hảo hán thì không nhắc đến chuyện xưa. Bản vẽ này thật sự là rất xuất sắc, Ân Tịch Ly tán thưởng, chúng ta có thể dựa vào nó mà hành quân. Ngao Thịnh thu nhận bản đồ, cung kính cảm tạ Ô Cuồng, lại chợt nghe lão nói, mặt khác nếu hoàng thượng muốn đi sâu vào Đại Mạc thì không thể không có lạc đà. Lạc đà? Ngao Thịnh nhíu mày, có thể tìm người mua. Ô Cuồng khoát khoát tay, lạc đà ở nơi khác thì không dùng được, đánh trận ở đâu thì dùng lạc đà ở nơi đó. Ngao Thịnh thở dài, lạc đà. Chờ đợi thì thời gian lúc nào cũng trôi qua rất chậm. Tương Thanh cảm thấy bản thân quá ư là nhàn rỗi. Mới ở Man Quốc có vài hôm mà thấy như mình sắp móc meo lên rồi. Hơn nữa, một ngày lại một ngày, cảm thấy nhớ Thịnh Nhi của mình nhiều hơn. Ngày này, Tương Thanh ra ngoài đi dạo quanh quẩn trong Vân Thành, lại nhìn thấy rất nhiều thủy binh quay về thành. Tương Thanh có chút tò mò, cẩn thận ngẫm lại. Y đã đến Đại Mạc lâu như vậy rồi, nhưng lại chưa từng thấy trời mưa lần nào cả. Hơn nữa, dựa theo khí trời khô hanh này mà nói, thì ở đây cũng đã lâu rồi không có mưa. Thế nhưng tại sao thủy binh của Man Quốc còn được dùng đến? Y tò mò đi theo vệt nước còn đọng lại trên đất mà tìm thấy một cái giếng. Hay nói đúng hơn là một hang động. Động rất sâu, lại tối đen như mực. Có rất nhiều binh sĩ không ngừng đào bới. Nước thì lại không ngừng trào ra từ bên dưới. Nước nhìn rất trong, Tương Thanh càng lúc càng thấy hiếu kỳ mà nghĩ rằng có sông ngầm ở bên dưới. Nếu như cung cấp nước đủ cho cả Man Quốc, vậy thì con sông kia ắt hẳn rất lớn. Nghĩ vậy, Tương Thanh thật chỉ muốn nhảy vào trong động để thám thính. Vì y biết rằng, phàm là đã là sông ngầm thì thường thông với những nước hồ hay sông suối bên ngoài sa mạc. Đừng có cúi người sâu quá, cẩn thận ngã đó. Lúc này, Hà Lỗ Minh lại bất ngờ xuất hiện sau lưng y. Sông ngầm rất phức tạp, dễ dàng bị lạc. Một khi đã lạc rồi thì rất có thể bị nhốt ở dưới đó cả đời đó. Tường Thành nheo mắt nhìn gã. Thật sự là có sông ngầm sao? Ta từng nghe Mang Vương nhắc tới, bên trong sa mạc có rất nhiều sông ngầm và vũng lầy tự nhiên. Nếu như không may có chuyện bất trắc xảy ra, vũng lầy bị mở rộng, thì cả Mang Quốc sẽ đổ sập. Mọi người ở đây đều biết, một khi tòa thành này sụp đổ, thì sẽ chẳng còn nơi nào vững chắc to lớn hơn tòa thành này. Tường Thanh trầm tư suy nghĩ, nếu như bên trong Vân Thành có sông ngầm, nghĩa là phía bên ngoài cũng sẽ có. Nếu như Ngao Thịnh dẫn theo một chục vạn quân tiến vào Đại Mạc, không may mà rơi xuống vào những vũng lầy tự nhiên đó, thì sẽ gây ra hậu quả rất là thảm thiết. Phải báo cho hắn biết vị trí của các dòng sông ngầm thì mới có thể khai chiến được. Hà Lỗ Minh thấy Tương Thanh cúi đầu suy tư, liền bật cười, ngồi xuống bên cạnh y, thấp giọng nói. Mang Vương cũng không lỗ mãng giống tên của ông ta đâu. Ông ta muốn giao chiến với Ngao Thịnh, nghĩa là đã nghiên cứu kỹ càng tình hình và thế lực hiện tại của Thịnh Thanh rồi. Man Quốc đã nắm chắc phần thắng ở trong trận đánh này, bởi vì hội tụ được đủ 3 điều kiện thiết yếu. Tương Thanh nhíu mày, 3 điều kiện thiết yếu? Phải. Hà Lũ Minh gật gật đầu. Thứ nhất, sức chiến đấu của binh sĩ Man Quốc là 1 người bằng 10 người. Nói cách khác, Man Quốc nếu có 10 vạn binh mã thì Thịnh Thanh phải có đến 100 vạn. Ta không biết là Ngao Thịnh có thể mang 100 vạn người đến đây hay không, nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ chỉ có kết cục rất thê thảm. Tương Thanh cũng gật gật đầu đồng ý. Trận đánh này không những là người nhà đến người nhà, mà còn là cuộc chiến với một đội quân hoàn toàn không có chút ý thức nào. Kết cục không đơn giản chỉ là thê thảm, mà còn chẳng có một chút ý nghĩa nào hết. Thứ hai, Hà Lỗ Minh lại nói tiếp. Ngao Thịnh không quen thuộc địa hình, nơi này sông ngầm dày đặc, lại nhiều vũng lầy. Trời thường xuyên có bão, hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, một khi trời nổi gió thì chẳng thể tác chiến được, bão cát có thể nuốt chửng hàng vạn người chỉ trong nháy mắt. Tương Thanh thở dài, thừa nhận đây là chỗ khó thứ hai. Còn điều kiện thứ ba, Hà Lỗ Minh bỗng ngập ngừng. Là gì? Tương Thanh khó hiểu nhìn gã. Trong lòng Ngao Thịnh còn vướng bận là ngươi, nhưng Mang Vương thì không. Hà Lỗ Minh thở dài. Ưng chiến thế nào, thắng bại ra sao, đều tùy tâm mà ra. Cái gọi là quân đao tất thắng, sự tồn tại của ngươi chính là mấu chốt thắng bại của hai người họ.
Tường Thanh kêu chặt đôi mày lại. Ta không muốn Mang Vương chết, cũng chẳng mong Thịnh Nhi có chuyện gì bất trắc. Đồng thời cũng không thể nhìn thấy quá nhiều người bỏ mạng vô nghĩa. Còn ngươi thì sao? Hà Lỗ Minh cười khẽ. Ngươi hỏi ta ư? Ta thì chỉ mong Mang Vương chết đi, vì giữa ta và ông ta còn có án thù, đồng thời cũng hy vọng Ngao Thịnh không còn sống trên đời. Tuy rằng biết ngươi sẽ rất đau lòng, nhưng ta sẽ có cơ hội. Tường Thanh lắc lắc đầu. Về chuyện này thì ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nếu Thịnh Nhi chết, ta cũng chẳng sống thêm một ngày. Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly. Đây là lời thề mà ta và hắn đã ước hẹn trước mặt thiên hạ bách tính. Hà Lộ Minh cười khổ. Sao ngươi lại thẳng thắn như thế chứ? Chẳng lẽ không thể nói dối một câu để ta vui hay sao? Ta sẽ vì một câu nói của ngươi mà sẵn sàng vượt lửa băng sông, dẫu có chết cũng không từ. Còn ngươi, sao lại không chịu lợi dụng ta, dù một chút thôi? Tường Thanh ngẩn người sau một lúc, đến khi phản ứng lại thì mới hay Hà Lộ Minh đang trêu tức y, nên chỉ cúi đầu không nói lời nào. Hà Lộ Minh thở dài. Kỳ thật đôi khi, ta thật sự đã mong. Tường Thanh đứng dậy, rảo bước ra cửa phi thân lên mái nhà, nhưng chẳng lâu sau lại bị bão cát quấy nhiễu, vội nhảy xuống sân mà phủi bụi dính đầy người. Hà Lộ Minh ngửa đầu cười to, xong lại bỏ đi. Tường Thanh nhìn theo bóng gã đang xa dần mà khe khẽ thở dài. Chẳng có gì viên mãn và bất cứ gì cũng đều có thể khiến người ta phiền nhiều. Y không muốn chiến tranh nổ ra, nhưng lại chẳng cách nào để nó không xảy ra. Y không muốn Mang Vương chết, nhưng ông ta lại cứ bày ra vẻ chẳng còn thiết tha gì để sống. Và đương nhiên, hoàn toàn không mong Ngao Thịnh bị thương tổn. Tuyệt đối, chẳng muốn thấy người mình yêu thương không có vui vẻ. Nhưng vận mệnh lại chẳng chịu để cho người mình yêu thương được yên ổn. Tất nhiên, bao gồm cả chính Y nữa. Ngoài ra, Y cũng chẳng muốn Tương Vân chết đi khi còn quá trẻ. Nhưng chuyện đó đã diễn ra mất rồi. Muốn Hà Lỗ Minh có cuộc sống tốt hơn, nhưng gã lại cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Điều Y thiết tha muốn nhất là được cùng ở bên Ngao Thịnh đến già, nhưng hai người lại cách biệt cả chân trời, mỗi ngày chỉ có thể vịn vào nỗi vọng niệm mà trôi qua từng ngày. Tường Thanh thở dài, cúi đầu nhìn Miêu Ô đang được cuộn tròn trong ngực áo, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của nó, buồn bã hỏi: "Mi cũng nhớ Ngao Ô có phải hay không?" Miêu Ô cào nhào một tiếng, dúi người sát vào ngực của Tường Thanh, im lìm nhắm mắt lại. Nửa tháng cuối cùng cũng đã trôi qua với sự kiên nhẫn xòe bàn tay đếm từng ngày trôi qua của Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lại lần nữa như một mảnh hồ được giải phóng, không kiềm chế được xúc động mà chạy sọc vào Kim Loan Điện, rít rào: "Hôm nay xuất binh!" Ba tiếng pháo vừa chấm dứt, Ngao Thịnh đã dẫn theo binh mã đêm ngày tiến về Mạc Bắc. Lần này đội hình vẫn như cũ, Đặng Tử Minh và Quý Tư ở lại trông coi cửa nhà. Thủy họ Ly họ Đặng tức gần chết khi bị bỏ lại, nhưng cũng đành thế thôi. Ai bảo y là thủy quân, một khi bước vào sa mạc thì biết làm cái gì nào, chỉ còn cách là ở lại Lạc Đô, trừng mắt lên chờ đợi, rồi thở dài khi mà chẳng thể làm ăn được gì chi. Binh đoàn hùng hậu theo cùng vẫn giống như trước, Ân Tịch Ly, Tống Hiểu, Vương Trung Nghĩa cùng đội quân tinh nhuệ. Ngao Thịnh ngự giá thân chinh, lần này binh mã lại đi quá xa. Dân chúng Lạc Đô tràn hết cả ra đường đưa tiễn tướng sĩ, thầm cầu mong hoàng đế của bọn họ nhanh nhanh ca khúc khải hoàn quay về. Đương nhiên binh mã Thịnh Thanh vừa rục rịch, Mang Quốc cũng liền nhận được tin tức. Mấy ngày nay, Tương Thanh đã đảo hết một vòng Mang Quốc, nhưng lại chẳng thấy được một chút hành tung gì của một người cả.